Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu đường tiếng phòng vạn yêu sức Mạch Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Tiền giả, tác giả vô ngữ Trên 983, giao dịch cửu anh Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạng quả nhiên thần thức chênh lệch quá lớn với đối phương mặc dù có thao thiên đình gia trì cũng khó có thể hoàn toàn ẩn nấp viên mình hơi nhíu mày dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng không có thu hồi thần thức hắn nhanh chóng điều chỉnh sách lược đưa thần thức của mình hóa thành sương mù mỏng manh vốn như một làn khói thanh mảnh phiêu phù để hạ thấp xuống cảm giác tồn tại vô vũ cảm giác được xung quanh mình giống như có chút dị dạng nhưng ngay tại lúc nàng xem thật kỹ thì linh khí trong thiên địa đã tới ầm ầm như dòng lũ hội tụ xung quanh nàng. Nàng ta đành phải tạm thời bỏ xuống hoang mang trong lòng, ngưng thần tụ lực chuẩn bị trùng kích đại thừa cảnh. Sau một lát, linh quang trong mắt vô vụ, vụ lóe lên, hào quang năm màu ở trên người của nàng ta bỗng tăng vọt. Trong đó quang mang có bốn màu đại diện cho kim mộc thủy hòa thổ, loa mắt hơn hẳn. Hào quang xông lên không trung trong khoảnh khắc, sau đó đem thắp sáng bốn trên năm kia ân ký trên đỉnh mấy cây trụ đá. Xung quanh những cái ân ký được thắp sáng này mỗi ân ký đều được bao phủ bởi một quả cầu ánh sáng đại đạo chân ý ở trong đó hiển hóa linh uẩn chia ra thể hiện bằng ngọn lửa màu đỏ nóng bỏng của hỏa màu vàng nặng nề của thổ màu vàng kim sắc bén của kim cùng với chất lòng vô hình linh động của thủy chỉ có ân ký trên cột đá đại biểu cho bộc thuộc tính vẫn ảm đạm vô quang như cũ không thắp sáng lên được hai tay vụ vụ bạt quyết biến đổi một đoàn ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trước người nàng sáng lên rồi hiện ra là một viên mộc châu màu xanh đen. Trên viên mộc châu sáng lên một đạo ánh sáng xanh lục, toàn thân của nó bỗng trở nên trong suốt như ngọc, mơ hồ nhìn thấy một chùa non xanh tươi đang mọc lên ở bên trong, khiến nó trông như mộng ảo, tràn đầy sức sống. Viên mình nhìn từ trên cao xuống, cảm ứng được đại đạo chân ý và vũ vũ sở hiện ra, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Những đại đạo chân ý hắn đang nhìn thấy này, mặc dù cũng coi như không tầm thường, nhưng so với huyễn thuật trần ý ở bên trong hy hỏa bia vẫn có chút không bằng lại càng không cần phải nói tới hòa đế trần ý mà tô vô ngày đó triệu hoán xích mi đạo nhân đã thể hiện ra khi thần thức của hắn đào qua viên mộc châu kia chạm tới mầm non mới nảy sinh lúc nãy tâm tình của hắn lại không từ trụ được mà bị chấn động một chút trần ý bậc này chẳng phải mộc đế trần ý trong truyền thuyết sao trong lòng viên minh không ngừng kinh nghi từ khi bất tử thủ trong thể nội của hắn chuyển hóa thành thế giới thủ thì viên mình càng thêm nhạy cảm cũng như tinh chuẩn việc cảm ứng mộc thuộc tính vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua một cái đó hắn đã có thể cảm nhận được đại đạo chân ý chứa ở trong quả cầu vân gỗ cực kỳ bất phàm kia không phải mấy cái đạo chân ý khác có thể khả năng bằng được gần như hắn có thể khẳng định được rằng ẩn chứa bên trong kia có thể là mộc đế chân ý trong lòng viên mình đã sớm có quyết định lúc tu luyện ngũ hành đạo quả là nhất định phải lĩnh ngộ loại trần ý đế cấp cao cấp nhất trần ý bình thường căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn hơn nữa cũng chỉ có lĩnh ngộ nằm loại trần ý đế cấp mới có thể đưa uy lực của ngũ hành đạo quả tăng lên tới cảnh giới tối cao đại đạo trần ý bên trong quả viên mộc châu này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có giá trị tham khảo cực cao thậm chí để hắn sinh ra lòng cướp đoạt nhưng mà hắn cũng biết rõ bảo bối đó lúc này đang được vô vũ nắm giữ trong tay lấy thực lực của hắn muốn đoạt đi gần như là chuyện không thể nào ngay lúc viên mình đang tự mâu thuẫn dãy dụa trong lòng thì trong đầu của hắn chợt lóe lên linh quang nhớ tới một chuyện mà hạ hiệt đã từng nói với hắn trước đây khi thao thiên đình tế luyện đến một trăm cấp liền có thể đột phá hạn chế chỉ có thể phụ thể cậu độc vật còn sống có được năng lực phụ thể cả tử vật đến lúc đó có lẽ hắn có thể nhờ vào năng lực này phụ thể bên trên viên mộc châu kia tiến tới tìm hiểu đại đạo chân ý trong đó nhưng mà trước mắt thì hắn mới chỉ có tế luyện đến 60 tầng cấm chế của Thảo thiên đình khoảng cách đến 100 tầng còn khá dài trong lòng viên minh cũng âm thầm quyết định sau này phải càng thêm để ý tới việc tế luyện Thảo thiên đình tăng cường uy lực cũng như tác dụng của nó lên hắn thủ liễm suy nghĩ hết sức chăm chú nhìn xuống dưới quan sát vù vũ đột phá cái này chính là một cơ hội khó có được với hắn có thể hấp thu kinh nghiệm từ đây để gây dựng cơ sở thêm kiên cố trước khi bản thân mình trùng kích đại thừa cảnh nhưng mà hình như vụ vũ, vũ đang gặp bình cảnh trong quá trình lĩnh ngộ mộc trần ý hai tay nàng ta cậu ôm chặt viên mộc châu màu xanh đen kia nhắm mắt trầm tư mãi hồi lâu cũng không có tiến triển viên mình thấy thế thì lan tràn thần thức ra cẩn thận cảm ứng đến những chỗ khác ở xung quanh thế đàn an phát hiện ở ba chỗ góc hành lang bên ngoài cấm địa có ba tòa đại điện bằng đá đang đứng sừng sững ở đó ba tòa đại điện này được phân bố thành hình tam giác tạo thành thế chân vạc lộ ra sự trang trọng và thần bí ở trong ba tòa đại điện này mỗi một tòa lại có một vua vũ, vũ đã quanh chân an tọa ở bên trong các nàng đều là phân thân của vua vũ, vũ ba phân thân này cùng với bàn thể có dung mạo bên ngoài không có chút khác biệt nào với bàn thể cả khí tức cũng không kém bao nhiêu chỉ là lúc này y phục các nàng mặc ở trên người lại không giống nhau một phần thân thì mặc váy xà mỏng màu xanh một phần thân khác thì mặc trường bào màu tím mà phần thân còn lại thì mặc một chiếc váy tơ màu xanh nhạt cũng chính là cỗ phần thân mà viên mình quen thuộc nhất kia viên mình đã nhiều lần phụ thể trên phần thân mặc váy tơ màu xanh nhạt này nhưng mỗi lần tỉnh lại ở bên trong một không gian màu đen kịt giống như đang bị cầm tù ở bên trong một cái pháp khí không gian nào đó ngày hôm nay cô phần thân này rốt cuộc cũng rời khỏi cái không gian thần bí kia lại thấy được ánh sáng mặt trời Xem ra trong thời gian ngắn Bàn thể kia của vũ vũ khó mà đột phá được Không bằng mình đi làm chuyện khác trước Viên mình trầm ngâm suy nghĩ trong lòng như vậy Sau đó hắn thu hồi thần thức Kết thúc lần dò xét này Hắn trở lại trong không gian tháo thiên đỉnh Nhẹ khỏi bạch ngọc liên đài Rồi lách mình đi ra phía ngoài Viên mình lấy ra một cây hắc hương Cắm ở bên trong lư hương Sau đó đốt lên Đây là hắc hương có thể điều khiển thân thể Đột nó lên thân hồn của hắn liền có thể phụ thể ở trên thân vũ vũ mặc váy tơ màu xanh nhạt kia. Sau khi hoàn thành phụ thể, viên mình lập tức bắt đầu kiểm tra pháp khí chứa đồ của cổ phân thân này. Ngoại trừ một ít linh thạch, đan dược và pháp bảo hay dùng ra, hắn cũng không phát hiện ra vật khác có giá trị quá cao. Về phần bí pháp phân thần thì đương nhiên là không thể tìm ra ở trong này được rồi. Trong lòng hắn hơi thất vọng, cũng không từ bỏ ngay. Hắn thao túng cỗ phân thân này, chập ngón tay lại thành dao, khắc xuống một hàng chữ trên mặt đất phía trước cỗ phân thân này. Ta chính là yêu tộc thượng cổ đại thừa cửu anh. Hôm nay hồn du đến tận đây, gặp người đã bị khốn đốn tại pháp tướng kỳ, không vào được đại thừa, cảm giác rất tiếc nuối. Nhớ tới tình nghĩa đồng tộc, có thể truyền cho ngươi một môn bí pháp, trợ người lĩnh ngộ mộc chân ý. Khắc xong hàng chữ này, hắn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục khắc xuống thêm Pháp nếu khinh truyền, tất sinh nhân quả cái bí pháp phân thân này của người có chút đặc biệt, có thể mang ra làm trao đổi, chuẩn bị tốt để thư lại sau 7 ngày tự nhiên thực hiện. Đây cũng là thủ đoạn lừa dối của hắn, hy vọng có thể dọa được vô vũng Sau khi đầy lại những lời này, hắn lặng lẽ ngồi xuống cảm nhận sự độc đáo của cô phân thân này. Nhưng cho đến lúc khá cường cháy hết thì hắn vẫn không cảm nhận được gì nhiều, thân hôn quán lại quay trở về bản thể. Viên mình một lần nữa ngồi lên bạch ngọc liên đài, lấy ngụy lăng làm điểm neo, đưa thần hồn quan sát toàn bộ vạn yêu lĩnh. Khi thần niệm quán ba phủ chỗ đại điện bế quan của phân thân, phát hiện ra dòng chữ mình lưu lại không chỉ kinh động đến phân thân, mà còn kinh động tới cả bản thể. Hiện tại bản thể của vô vũ đã đình chỉ việc trùng kích đại thừa cảnh, cùng với đại nhật lưu ly viêm trao đổi, tiến vào trong đại điện cố phân thân mặc váy tư màu xanh nhạt kia khuôn mặt của nàng gâng trọng nhìn hai hàng chữ dưới đất giống như đang tự hỏi đến cùng là ai đã lưu lại người chắc chắn không có người nào chui vào nơi này chứ bàn thề của vô vũ trầm giọng hỏi ít nhất thì ta không phát hiện ra bất cứ dị thường nào ta cũng đã hỏi thăm qua nhóm yêu vương đang phòng thủ bên ngoài bọn họ cũng không có phát hiện ra bất cứ khác thường nào phân thân hồi đáp chỗ thế đàn kia cùng với nơi bế quan của bà cố phân thân này đều sắp đặt pháp trận cảm ứng, nhưng cũng không có phát hiện ra bất cứ sự cảnh báo trước nào. Bàn thể vô vũ châu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó tả. Năng hồi tưởng lại trước đó, đang khi cảm ngộ câu mang đạo châu, cũng có cảm giác hơi khác thường, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Thật chẳng lẽ có người có thể chui vào vạn yêu lĩnh mà không bị phát hiện sao? Chữ trên mặt đất này, người thấy thế nào? Phần thân của vô vũ, vũ quay sang do hỏi đại nhật lưu ly viêm cửu anh Cái tên này ta chưa từng nghe thấy Hắn đã có thể giúp người Lại có thể lặng yên chui vào nơi đây không một tiếng động Nhưng vì sao lại không chịu hiện thân Cử chỉ này thật khiến người ta khó hiểu Đại nhật lưu ly viêm nhú mày Chậm rãi nói ra Có lẽ hắn muốn ẩn tàng thân phận chân thật của mình chăng Phần thân nói Bàn thể vô vũ, vũ nhớ lại nội dung Ở bên trên điển tịch vương đình truyền xuống Chậm rãi nói Ta đã từng đọc qua cái tên kiểu anh này trong điển tịch, chính là thượng cổ kỳ thú, bởi vì có được chín loại hình thái mà được gọi tên như vậy. Phần thần nghe thế trong mắt lóe lên về vui mừng, hưng phấn nói. Vậy hẳn đây thật là một vị tiền bối yêu tộc nào đó ẩn thế không ra. Nếu có thể đem ngày ấy chiêu mộ tới vạn yêu quốc, chúng ta sẽ không cần e ngại tu sĩ nhân tộc nữa. Cho dù thật sự có một vị đại năng như thế, chỉ sợ cũng có có hành động khí vận của yêu tộc ta ở vạn yêu sơn mạch đã bị thiên hồng đại trận chân áp đại thừa của yêu tộc ở đây cũng bị áp chế sẽ cực kỳ bất lợi đối với tu hành đại nhật lưu ly viêm lắc đầu thở dài nói ra nụ cười trên mặt phân thân lập tức ngừng kết nàng ta tỏ vẻ hơi thất lạc vô luận thế nào thì chúng ta cứ hết sức thử một lần hy vọng có thể lưu lại vị tiền bối này bản thể vô vũ lại kiên định nói viên mình thấy ba người thảo luận càng ngày càng chăm chú thì trong lòng mừng thầm xem ra kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa hắn chú ý tới một chuyện vô vũ, vũ đưa hy vọng ký thác vào trên một người vẫn còn hư vô mờ mịt hiển nhiên nàng ta đối với việc trùng kích liên đại thừa cảnh cũng không có lòng tin quá lớn hiện tại đại nhật lưu ly viêm một lần nữa mở miệng nói trước tạp không nói tới chuyện vị tiền bối này có bằng lòng lưu lại hay không hắn nói cái giao dịch này người có định tiến hành không Bàn thể vô vũ suy nghĩ một lát Sau đó gật đầu nói Tự nhiên muốn tiến hành Chỉ là không hiểu vì sao vị tiền bối kiểu anh này Lại muốn tam thi phân thần thuật Viện mình khẽ ồ một tiếng trong lòng nghĩ Hóa giả cái bi pháp phân thần kia Gọi là tam thi phân thân thuật Mặc dù tam thi phân thân thuật chân quý Nhưng cũng không đủ để một vị tu sĩ đại thừa Nảy sinh lòng tham niệm Ta cảm thấy vị tiền bối kiểu anh này Chỉ là đang tìm một cái cớ Đến giúp ngươi mà thôi Đại Nhật Lưu Ly Viêm trầm ngâm nói Có phải bản thân tam thi phân thân thuật này có cái bí mật gì mà người không biết không vậy? Phân thân đột nhiên hỏi Bản thể vô vũ nghe vậy cũng rơi vào trầm tư Nàng suy nghĩ một chút tìm tòi Cô không nghĩ ra cái tam thi phân thân thuật này có bí mật gì Sau đó nàng khẽ lắc cổ tay một cái Lấy ra một quyển sách có bìa màu vàng Đưa cho Đại Nhật Lưu Ly Viêm rồi bảo Ngươi cùng ta xem qua quyển sách này một chút có lẽ có thể phát hiện ra thứ gì chăng viên mình thấy thế thì tinh thần lập tức chấn động vội vàng ngưng tụ thần thức hướng về quyển sách kia dò xét chỉ thấy đây là một quyển sách hơi mỏng nó được làm hoàn toàn từ những miếng ngọc rất mỏng trên bìa có viết bốn chữ lớn yêu hoàng ngọc thư bằng nét chữ đơn giản và trang trọng vũ vũ bấm niệm vào quyết sau đó dùng một ngón tay điểm một chỉ về phía yêu hoàng ngọc thư một cái quyển sách bìa vàng lúc này bỗng ào ào tự động lật từng trang sách nó lệch cạch lật từng tờ rồi dừng lại ở trang giữa bên trái trang giấy có mấy chữ viết dọc ghi là tam thi phân thân thuật chương 984 tới tay viên minh vốn chuẩn bị dùng thần thông bọc đạo quả để trao đổi đổi lấy môn bí thuật thần bí này nhưng không ngờ vô vũ lại không chút do dự lấy ngọc sách chứa bí thuật ra còn trực tiếp mở ra trong lòng hắn dâng lên một cỗ kinh hỉ đi mòn gót sắt không tìm thấy gặp được chẳng tốn chút công phu, vội vàng ngưng tụ thần thức, thăm dò vào trong, khắc trong tâm khảm văn tự ghi ở trên ngọc sách. Lại nói, tạm thì phần thân thuật so với phần thân thuật bình thường thì khác biệt một trời một vực, thậm chí thông qua phân liệt thần hồn hình thành thân ngoại hóa thân cũng hoàn toàn khác biệt. Nó càng giống một môn bí thuật luyện tâm mà không phải phân thân đơn thuần. Thuật này có thể tháo rời ba loại ác niệm tham sân si phong ấn vào trong phân thân hình thành phân thân tam thi dụng ý thực sự của tam thi phần thân thuật cũng không phải là chế tạo phân thân mà là chặt đứt các ác thi tam thi một khi ác thi tam thi bị trảm bản thể tu sĩ có thể dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện mà không mang tới danh lợi thần tính điều này có lợi ích cực kỳ to lớn với người tu hành nếu như ác thi chém ra chưa thể xử lý thích đáng vẫn có khả năng trở về bản thể dẫn đến phí công đọc dứt Chính vì đối phó với vấn đề này, các tiền bối thiên yêu vương đình mới sáng chế ra tam thi phân thân thuật thần bí này. Môn bí thuật phân thân này huyền diệu khó lường, lại bá đạo dị thường, có thể triệt để phong ấn ác thi tam thi vào bên trong phân thân, hoàn toàn ngăn cách với bản thể, do đó nó mới có thể bị tháo thiên đình phụ thể. Trong lúc viên minh dốc lòng ghi khắc bí pháp, thì vù vũ, vũ và đại nhật lưu ly viêm cũng cẩn thận lật xem ngọc sách, trao đổi tầm đắc với nhau, dù cả hai tham khảo đã lâu, vẫn chưa thể thấy được chân ý trong đó. Thay vì mù quáng suy đoán, không bằng đợi thêm 7 ngày, đến lúc đó xem vị tiền bối kia có xuất ra thần thông độc nhất vô nhị kia trao đổi hay không. Đại Nhật Lưu Ly Viêm đề nghị. Đành thế, vô vũ thở dài một tiếng, rồi thu hồi ngọc sách yêu hoàng. Việt mình nhớ kỹ tam thi phần thân thuật, nhẹ nhàng thu hồi thần thức, nội tâm mừng rỡ không nói nên lời. Hắn từ trên bạch ngọc liên đài nhẹ nhàng nhảy xuống, giữa bộ pháp mang theo tiếng gió ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến bên cạnh tịch ảnh tịch ảnh đang nhắm mắt tĩnh tu quanh thân vườn quanh một tầng linh khí nhàn nhạt, nhạt giống như hòa là một thể về phương tiên địa này đột nhiên viên mình tiến đến phá vỡ phần yên tĩnh này tịch ảnh bời choàng mắt trong mắt lóe lên một tiếng ý hoặc hỏi ngươi làm cái gì đó sao hốt hoảng như vậy viên mình cười lớn một tiếng trong mắt lóe lên vẻ đặc ý tới tay rồi cái gì tới tay tê cảnh không rõ ràng cho lắm đôi mi thanh tú nhẹ trau, ai đạo lông mày chẳng khuyết giống như có thể câu hồn phách người lúc trước ta nói tới bí thuật phần thần đó viên mình khó nén vui sướng vừa nói vừa lấy ngọc giản mới ghi khắc tam thi phần thân thuật này vào trong đưa cho tịch ảnh ngươi xem một chút đây là bí thuật thiên yêu vương đình tịch ảnh tiếp nhận ngọc giản thần thức đắm chìm vào trong một lát sau năng ngẩng đầu lên trong mắt lộ vẻ khâm phục thiên yêu vương đỉnh quả nhân danh bất hư truyền mấy yếu tố đại thừa đi ra có thể sáng chế bí thuật thần diệu bực này tu sĩ chúng ta thật là may mắn trong lòng viên mình cũng đặc ý nhưng lập tức có chút lo âu hỏi tạm thì bí thuật này không hề tầm thường yêu cầu tính tình và nghị lực cực cao người có thể tu thành không yên tâm đi sau hai lần khai tuệ ta cảm giác bất luận bí thuật gì cũng không làm khó được ta mà sau khi tiến dài mệnh vụ hồn lực của ta được phóng đại năng lực lĩnh hội cũng tăng lên rất nhiều. Tạm thì phần thân thuật này, ta chỉ cần mấy ngày là có thể tu thành. Tề cảnh khẽ mỉm cười nói, viên mình nghe vậy, vẻ mặt hơi cương lên. Hắn nhớ rõ ghi chép, trên ngọc sách yêu hoàng, tu luyện tạm thì phần thân thuật này. Cần tiến lên dần dần, người ngộ tính cao, tính tình cứng cỏi, cũng cần mấy năm mới có thể nhập môn. Bây giờ tịch ảnh nói chỉ cần mấy ngày là có thể tu thành, khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu để cho những yêu tu vận yêu quốc kia biết được, chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bí thuật khai tuệ của tuệ tộc kia lợi hại như vậy sao? Có thể giúp người tự tin như vậy, làm ta cũng muốn khai tuệ một lần. Viên Minh lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói. Tề cảnh đánh giá viên Minh vài lần, khẽ cười nói. Hồn lực của người đã rất tinh thuần, để người đột phá mệnh vu. Trước kia, hấp thu nguyện lực tạo thành thế họa ngầm, hẳn là có thể biến mất. Đến lúc đó, ta có thể giúp người khai tuệ một lần. Viên mình nghe vậy trong lòng hơi động, gật đầu đáp ứng. Tây Cảnh cũng không nhiều lời nữa, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tam thi phần thân thuật. Viên mình thấy thế thì cũng không quấy dày nàng mà quấy người rời đi. Thời gian trôi mau, đào mắt đã qua bảy ngày sau. Tinh thần của vô vũ muốn liên hệ với vị tiền bối thần bí kia, nên lúc lĩnh hội cầu mang đạo châu, nỗi lòng khó yên ổn, từ đầu đến cuối không thể thấy được ảo diệu trong đó thời gian ước định vừa đến nàng vội vàng tìm đến cỗ phân thân chờ đợi vị tiền bối giao dịch kia tới đúng hẹn một ngày một đêm trôi qua cho đến ngày thứ hai ánh bình minh vừa mới ló rằng thân ảnh của vị cửu anh tiền bối kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện vô vũ thấp thỏm bất an âm thầm suy nghĩ hẳn là hôm đó trao đổi với đại nhật lưu ly viêm chọc giận tới tiền bối hay là vạn yêu quốc hiện tại khốn cảnh để tiền bối mất đi lòng tin với chúng ta nàng trầm mặc một lát đột nhiên cắn răng, lấy ra bảy đồng tiền màu kim hai tay nhanh chóng bấm niệm phá quyết nói lầm bầm. bảy đồng tiền trong tay của nàng tung bay tựa như đang nhảy một vũ đạo im lặng Thờ pháp lực của vũ vũ thôi động sắc mặt của nàng chậm rãi trắng đi giống như đã mất điều huyết sắc trước mắt của nàng dần hiện ra từng tia từng sợi xương trắng những xương trắng này chậm rãi ngưng tụ thành một hình ảnh mơ hồ trong hình ảnh một tòa thành lớn nguy nga dần hiện hiện đó chính là bạch đế thành trên mặt vù vũ, vũ hơi biến sắc tựa như từ trong hình ảnh này nhận ra cái gì vào thời khắc này từng đạo tinh quang trong suốt vặn vẹo đột nhiên từ trong hư không lộ ra nhanh như tia chớp bắn nhanh đến phát ra âm thanh xèo xèo thân sắc của vù vũ, vũ đại biến lập tức muốn ngừng suy tính nhưng đã không kịp những tinh quang thiểm điện kia giống như lưỡi kiếm sắc bén bay vụt đến hùng hằng đánh vào trên người nàng thân thể vù vũ, vũ run rẩy kịch liệt như thể bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng nàng ngửa đầu ngã ra trên mặt đất thất khiếu chảy ra máu đỏ tươi nhìn dị thường thế thảm những tình quang thiểm điện kia cũng không kéo dài quá lâu sau một kích thì biến mất sương mù bầu trăng cũng trầm rậm tán loạn bảy đồng tiền rơi xuống đất mất đi quang măng thân ảnh của đại nhật lưu ly viêm đột nhiên thoáng cái xuất hiện đỡ vũ vũ dậy trong giọng nói mang theo một tia trách cứ thuật bói toán của người không giỏi về truy tung cực ép suy tính tất nhiên sẽ dẫn phát vận mệnh lực phản vệ người muốn chết hay sao vô vũ xoa xoa máu tươi ở trên mặt nói khẽ vì vạn yêu quốc thời gian tới bất luận hy vọng dù yếu ớt nhất cũng không thể bỏ qua đại nhật lưu ly viêm nghe vậy thì thở dài hỏi vậy người suy tính ra cái gì vô vũ từ từ mở mắt ra nói ta thấy được bạch đế thành vị cửu anh tiền bối khả năng là ở chỗ này đại nhật lưu ly viêm nghe vậy mặt lộ về ngưng trọng Nàng nhìn về hướng Bạch Đế Thành, như thể đang suy tư điều gì. Sau một lát, nàng mới hỏi: "Vậy người định làm thế nào?" Vô vũ, vũ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Mặc kệ vị cửu anh tiền bối kia có thật là tiền bối yêu tộc ta hay là có người giả trang đại khái cũng sẽ không xuất hiện lại nữa, chúng ta vẫn nên dựa vào bản thân thôi." "Đúng là như thế." Đại Nhật Lưu Lưu Viêm gật đầu. Vô vũ, vũ bỏ ra nửa ngày, lần nữa khôi phục bình tĩnh sau đó bí quan lĩnh hội cùng lúc đó viên minh bên này lại là một cảnh tượng khác ngắn ngủi 7 ngày thầy cảnh dựa vào ngộ tính sâu phàm thành công tách tham niệm ra luyện chế được cổ phân thần tam thủy thứ nhất cổ phân thần này mặc dù thực lực thua xa bản thể nhưng đã có tù vị nguyên anh kỳ viên minh mừng rỡ lập tức đốt hắc hương phụ thể thử qua quả thật thành công phụ thể trên phân thân tịnh ảnh bắt đầu lĩnh hội vấn tình quyết cô phân thân tham thi này không chỉ kế thừa toàn bộ ký ức và ngộ tính của tịch ảnh càng do tịch ảnh đột phá mệnh vu hoàn thành thất phách tinh luyện cho nên cũng có năng lực này phân thân tham thi tinh luyện bí pháp thất phách cũng không phải là vấn tình quyết nhưng bí pháp này cơ bản giống nhau viên minh phụ thể trên tham thi tốc độ cảm ngộ vấn tình quyết đột nhiên tăng mạnh hơn một tháng sau vấn tình quyết của hắn đã tiết cảnh giới luyện tình cảnh lập tức bắt đầu thử tinh luyện thất phách thật phách của hắn dần dần bắt đầu lưu động trong cảm giác kiện ra sắc thái lung đốm bảy màu Hì phách kiện lên màu vàng nộ phách kiện ra màu đỏ ai phách là màu lam sơ phách là màu đen ai phách là màu cam ố phách là màu xám xì phách là màu hồng thật phách vốn vô màu vô chất lúc này trở nên trói lọi như bài sắc cầu vồng việt mình đang đắm chìm trong tu luyện đột nhiên thần hồn quán và đan điền run rẩy dữ dội hư không trên đỉnh đầu rung động âm ầm một cốt lực lượng thiên địa đại đạo từ trên trời giáng xuống dùng nhập vào thân thể của hắn thì ra năng lực động tình của hắn bởi vì thất vách cô động mà đã tới cảnh giới viên bán ngừng kết thành một đạo ấn đạo ấn động tình này hình như một bàn tay bảy ngón mỗi ngón đại biểu cho một loại lực lượng cảm xúc nó không chỉ có thể điều khiển thất tình lực càng thêm tinh diệu còn có thần thông ngưng tụ nguyện lực có chút tương tự với ngoại hồn phân thân vù vù vũ vô vũ viên mình trầm tư một chút tiếp dẫn nguyện lực trong tháo thiên đỉnh dựa vào thất tình phân hóa dùng nhập đạo ấn động tình bảy ngón trên đạo ấn động tình lập tức đại phóng hào quang bảy màu lực lượng nhanh chóng được tăng cường vốn đình đợi vấn tình quyết đại thành bật trước vô vũ cô động ngoại hồn phân thân hiện tại cô đạo ấn động tình này ngừng tụ nguyện lực ở nơi này vẫn có thể xem là cách lựa chọn thượng giai viên minh thầm nghĩ hắn lập tức nhắm mắt lại tiếp tục tinh luyện thất phách đồng thời tiếp dẫn nguyện lực rót vào trong đạo ấn động tình. Ngay lúc viên minh chuẩn bị dốc lòng bế quan, thì phía trên phía tích bạch đế thành rút cuộc ngành đón nhóm tu sĩ đầu tiên đến thăm. Trong không gian thao thiên đỉnh, viên minh đang tu luyện vấn tình quyết, bị không cực ép đánh thức. Người chữa trị hồng quân chủ đã tới, người cần ra mặt tiếp xúc, hiệp trợ bọn họ một phen. Âm thanh cuộc không vang lên bên tai viên minh. Bọn họ đúng là đến rất nhanh. Viên Minh cũng không nói nhiều, thu công đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Lúc này tịch ảnh cũng từ trong tù luyện tỉnh lại, nhíu mày nhìn về phía viên Minh. Ta ra ngoài ứng phó một chút, sẽ rất nhanh trở về thôi. Viên Minh cười nói với tịch ảnh, tịch ảnh nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời nữa. Trường 980 năm, vạn vật đổi mới. Chủ hồn của viên Minh chậm rãi trở về vị trí cũ, phân thân linh đậu như được rót vào sinh cơ mới, nhẹ nhàng bước ra khỏi không gian thao tín đỉnh, dần dần ngưng tụ ngay phía trên phía tích bạch đế thành chung quanh rách nát tường siêu vách đổ có dại um tùm như đang kể rõ huy hoàng ngày xưa cùng với những tang thương hiện tại của nơi này cách đó không xa có bảy tám tu sĩ mặc y phục và trang sức màu xanh đang tụ lại với nhau trong bọn họ có nam có nữ mặt mũi khác nhau nhưng đều lộ ra vẻ hiếu kỳ và khẩn trương bọn họ đang vây quanh phân thân mộc đạo nhân đồng loạt hỏi đủ loại vấn đề liên quan tới biên cố của bạn yêu sơn mạch cùng với cột đá hồng quân chủ phần thần mộc đạo nhân bị mọi người vây chặt như niềm cối co mày lại tựa như đã không còn nhẫn nại được nữa cuối cùng ông ta mới mở miệng hô lên chư vị đạo hữu về hiện trạng của hồng quân chủ cùng với biến cố vạn yêu sơn mạch các người nên đi hỏi vị viên đạo hữu kia đi hắn là người rõ ràng nhất viên đạo hữu mọi người nghe vậy thì bèn nhìn lại mới thấy dưới bóng cây thế giới thủ cực lớn đã có thêm một người đang đứng yên ở nơi đó. Viên Minh kẽ gần đầu, mắt chậm đào qua bảy tám tên tù sĩ này. Tất cả đều là nam nữ thanh niên, hào hòa hòa phong nhã. Đứng đầu là một thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn. Thiếu nữ có dung nhan xinh đẹp, mắt hạnh mỉm cười tựa như một đóa hoa đào mới nở, chập chờn nhẹ nhàng trong làn gió xuân. Nào mang theo mọi người chậm rãi đi đến, cư chỉ hiện ra một loại khí chất thành nhã, tiểu nữ nam cung tiên nhi bài kiến viên đạo hữu nàng khẽ không người chào viên mình Tại hạ viên mình bài kiến chưa vị đạo hữu viên mình cũng ôm quyền vừa nói trong lòng viên mình đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc khó hiểu tựa như đã nghe qua cái tên nam cung tiên nhi này ở nơi nào đó rồi nhưng tạm thời hắn vẫn còn chưa nhớ ra được ngọn nguồn sau khi mọi người chào hỏi nhau viên mình mới đưa bọn họ xuống lòng đất đi tới trước hồng quân chủ tổn hại kia trên cột đá hiện đầy dấu vết của năm tháng răng đầy vết nứt như nói rõ lên tang thương nàng cùng tiên nhi cẩn thận xem xét tình huống cột đá trong mắt thiện ra một tia kinh ngạc hóa ra hồng quân chủ này dựa vào thần thông thế giới thụ mới có thể duy trì thiên hồng đại trận vận chuyển thật khiến người ta xem mà cảm thán nàng thật lòng cảm thán nói rốt cuộc cách này cũng không phải là kế sách lâu dài vẫn cần phải làm phiền các chư vị mau chóng chữa trị hồng quân chủ củng cố đại trận viên minh nhờ vả hồng quân chủ vốn tự mang theo tạo hóa chỉ cần chúng ta chữa trị tốt pháp trận trên đó đợi pháp trận vận chuyển có thể thu lấy lực lượng địa linh dần dần chữa trị cột đá chẳng qua là quá trình chữa trị này tương đối dài nam cùng tiên nhi gật đầu có chút ngưng trọng nói vậy làm phiền rồi viên minh lần nữa ô quyền tạ ơn sau đó nam cung tiên nhi bắt đầu chỉ huy mọi người bố trí trận pháp viên minh không rời đi mà lặng lặng đứng ở một bên quan sát chỉ thấy thủ pháp của nam cung tiên nhi rất thành thạo tạo nghệ bày trận thâm hậu là một trận pháp sư cấp 6 hàng thật giá thật tiêu chuẩn bày trận này cũng đã đến gần cấp 7 khiến người ta tán thưởng không thôi pháp trận này là từ ba tòa pháp trận cấp 6 kết hợp lại tiêu chuẩn này đã tiếp cận pháp trận cấp 7 nhìn mà ngưỡng mộ viên minh không nhịn được mà tán thán nam cung tiên nhi nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn qua viên minh hỏi phiên đạo hữu cũng tinh thông trận pháp chi đạo sao? Viên Minh phải tay cười đáp. Chẳng qua chỉ là thô sơ một chút mà thôi. Tài hạ có chút ý tưởng thô thiền. Không biết Nam Cung đạo hữu có thể nghe ta nói bừa một lúc. Hắn vừa dứt lời thì đã thấy năm tử áo bào xanh bên cạnh bìa mai. Trận pháp chữa trị này là do hoa tiên đại nhân dấu kết tâm huyết cải tiến ra. Đã là tiêu chuẩn cực hạn, làm gì còn chỗ nào cải tiến được nữa. Lời vừa nói ra, viên mình không khỏi khẽ giật mình cũng không phải là hắn bị lời châm chọc của nam tử kia ảnh hưởng mà là cuối cùng nhớ ra cái tên nam cung tiên nhi này tại sao lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc hóa ra nàng chính là một trong ba vị thủ giới nhân của xuất vân giới danh chấn một phương hoa tiên đại nhân nam cung tiên nhi nhìn thoáng qua viên minh đang thần du vật ngoại như đang suy tư bèn thêm mặt nam tử áo bảo xanh vô lễ vừa rồi nói tạ lỗi viên đạo hữu xin chớ so đo với hắn pháp trận chi đạo bác đại tinh thâm khó có cảnh giới viên mãn nếu như người thế có sơ hở trong đó vui lòng chỉ giáo cho viên minh đang suy tư thì chợt hoàn hồn mới chậm rãi nói ta cảm thấy có thể dựa trên cơ sở ba tòa pháp trận cấp 6 vốn có dung nhập thêm một tòa lên linh trận pháp cấp 5 nữa làm như vậy không chỉ có thể củng cố pháp trận mà còn có thể gia tăng hiệu suất chuyển đổi địa linh lực nam cung tiên nhi nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhìn viên minh đã có thêm vài phần kinh nghĩ thực không dám giấu giếm viên đạo hữu ta cũng từng có suy nghĩ này nhưng cái khó là liên linh pháp trận trong tay ta không cách nào phù hợp với đại trận nên không thể như ý nguyện được nam công tiên nhi thẳng thắn thành khẩn nói viên minh mỉm cười nói trong tay của ta vừa hay có một bộ pháp trận phù hợp nói xong hắn vẩy bút mực vẽ ra tòa pháp trận kia tỉ mỉ giải thích chỗ kỳ diệu tòa liên linh pháp trận cấp năm này hắn ngẫu nhiên lấy được ở trong tam giới tiên thuyền hiện tại dùng ở đây thật đúng là diệt hoa trên gấm nam cung tiền nhi thấy vậy đôi mắt đẹp sáng ngời không khỏi vỗ tay tán dương rồi ăn bài nhân thủ điều chỉnh sách lược bài trận dùng hợp lên linh trật pháo cấp 5 vào bên trong hành động này khiến thái độ của mọi người đối với viên mình đã lặng yên thay đổi nam cung tiền nhi càng khen ngợi hắn không ngớt bài trận ăn bài thỏa đáng hết nam cung tiền nhi mới đi tới bên cạnh viên minh hiếu kỳ hỏi viên đạo hữu không biết ngươi là sư thừa của môn phái nào viên mình lắc đầu đang định mở miệng thì trong tức khải lại đột nhiên vang lên tiếng nói trong trèo nhưng lạnh lùng của tịch ảnh mọi chuyện đã xong nhanh chóng về tu luyện đi mặc dù nàng nói rất bình thản nhưng viên mình lại phát hiện trong đó có sự lạ trong lòng khẽ động ôm quyền nói với nam cung tiên nhi thật có lỗi nơi này đã không ngại ta muốn tiếp tục tu luyện không bồi tiếp được nữa nói xong hắn định đi tìm chỗ vắng vẻ rồi trở về không gian thao thiên đỉnh nam cung tiên nhi lại đột nhiên hỏi ta có một chuyện muốn nhờ chẳng biết có thể dùng vài món pháp bảo để đổi lấy một đoạn thế giới thụ không nam cung tiên nhi thành khẩn nói viên minh nghe vậy chỉ lắc đầu nhã nhặn từ chối thật có lỗi vật ấy liên quan tới bí mật của ta không thể đưa được lúc này thay độ tận lực giữa khoảng cách của hắn đã vô cùng rõ ràng vậy vậy ta không làm phiền nữa Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy Trong mắt thoáng hiện ra vẻ thất vọng Lại không tức giận mà chỉ quay người rời đi Một năm sau Di chỉ hồng quân trụ Dấu vết đại chiến ngày xưa lưu lại Đã dần dần nhạt đi Thay vào đó là giai đoạn hồi phục từ đống tàn phế Với bừng bừng sinh cơ Mảnh thủ điện này như trải qua một cuộc trùng sinh Lại lần nữa tản ra sức sống vô cùng vô tận Có cây xanh nhạt tản ra linh quang yêu ớt Phủ kín khắp mặt đất Như khoác thêm một tấm áo bào xanh biếc Lên mảnh đại địa vô số hoa tươi nổi bật giữa phiên lá xanh lặng lặng nở rộ lại tản ra mùi thơm thành nhã như tiên tử nhẹ phẩy tay áo tỏa ra hương thơm mê người những hoa cỏ này đều do nam cung tiên nhi tạo lên không chỉ có thể điều tiết linh khí bốn phía xúc tiến linh mạch khôi phục còn tiện thể có tác dụng chữa trị hồng quân trụ chẳng qua là những hoa cỏ này không dễ dàng sinh trưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm đạt được quy mô thế này cũng là nhờ có khí thức sinh mệnh mà gốc thế giới thụ phát tán ra một năm này thế giới thụ do viên mình biến thành cũng đã có biến hóa cực lớn thân thể của nó càng thêm cao lớn cành lá sum xuê yêu lực cũng đạt tới tiêu chuẩn cấp 6 nhưng so với yêu lực thế giới thụ tăng trưởng thì khí thức sinh mệnh nồng đậm do nó phát tán ra mới là thứ khiến người ta tán thán khí thức này không mang cảm giác chất chứa tai họa âm u như yêu tộc và yêu quốc mang theo mà là một loại cảm giác lặng yên tường hòa muốn đắm chìm vào trong đó như thể tẩy rửa tâm linh như khiến người ta cảm nhận được một loại khoan khoái dễ chịu để tỏ lòng tôn trọng với góc thế giới thủ thần kỳ này một đoàn người nam cung tiên nhi chưa bao giờ tới gần nó chỉ ở doanh trại cách khá xa thế giới thủ hết sức truyền chú vui đầu vào việc chữa trị hồng quân chủ công trình chữa trị hồng quân chủ to lớn lại phức tạp một đoàn người nam cung tiên nhi không dám lơ là chút nào bên ngoài nóng nhiệt này lại không hề ảnh hưởng tới viên minh hắn như đưa thân vào một thế giới độc lập không hề để ý tới ngoại sự dốc lòng tu luyện ngũ hành đạo quả một năm nay viên minh chưa bao giờ thả lỏng việc tu hành hắn không ngừng tìm hiểu ngũ hành chi đạo dùng hợp pháp lực trong cơ thể vào ngũ hành hôm nay chính là lúc hắn ngưng kết thành quả chẳng biết lúc nào viên minh kết thúc tu luyện nội thị bên trong cơ thể trong mắt đầy vẻ mừng rỡ khi thấy ở trung tâm thế giới thụ đã có năm hư ảnh hồ lô lơ lửng ở bên ngoài vòng xoáy pháp lực chúng tàn mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, lại như ẩn chứa vô tận lực lượng năm hư ảnh hồ lô này chính là ngũ hành đạo quả mà viên minh mới cố động ra mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng chúng đã tương liền chặt chẽ với pháp lực của viên minh tạo thành từng đạo linh lực mạch lạc sát nhập vào bên trong vòng xoáy pháp lực qua một năm lắng động này pháp lực của viên minh cũng đại tăng không còn ở trình độ sơn nhập pháp tướng kỳ nữa viên minh tính ra chỉ cần hắn triệt đề cương tụ ngũ hành đạo quả thành hình thì tu vi của hắn mới có thể thuận lý thành trường đột phá lên pháp tướng trung kỳ ngay khi viên bình đang xem xét thành quả tu hành của mình thư hư không chung quanh thế giới thụ bỗng nhiên lay động tầng tầng mộc đạo nhân từ hư không chậm rãi bước ra ông ta mặc một bộ trường bào màu xanh dâu tóc bạc trắng mắt dáng như đuốc lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm khó tả viên bình thấy thế trong lòng dùng mình còn nghĩ xảy ra đại sự gì bèn hóa thành một cỗ phân thần mộc nhân tiến đến gành đón khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của mộc đạo nhân bình thản ánh mắt vui cười không khỏi thầm thở vào một hơi tự nhủ mình quá lo nghĩ rồi quả nhân mộc đạo nhân chỉ khẽ quét mắt nhìn qua rồi mở miệng giải thích ý đồ đến đây ta cảm nhận được khi tức ngũ hành nơi này chấn động dị thường nghĩ rằng có khi người bế quan có lẽ có sở thành nên qua đây nhìn xem không biết khoảng thời gian này người tu luyện thế nào. Chương 986 Mộc Đạo Nhân nhắc nhở Viên Minh nghe vậy vội vàng chắp tay đáp. Nhiều phúc tiền bối, ta mới nhìn ra ảo diệu của ngũ hành đạo quả. Nhưng muốn hoàn toàn gần kết, chỉ sợ còn cần phải bỏ phí một phen công phu. Thiền phú của người không tồi, lại dụng tâm, Ngưng tụ ngũ hành đạo quả. Không phải là việc khó với người, chỉ cần kiên trì bền bỉ nhất định có thể thành công. Mộc đạo nhân nghe vậy, gật nhẹ đầu, động viên. Đa tạ cát ngôn của tiền bối, viên minh cùng kính đáp. Mộc đạo nhân khẽ vuốt cầm, bỗng nhiên truyền chủ đề, ẩn ý hỏi. Thế nhưng muốn đột phá đại thừa cảnh, dựa vào ngưng tụ ngũ hành đạo quả còn chưa đủ, người có tính toán và chuẩn bị gì khác không? Trong lòng viên minh hơi động, vừa định mở miệng trả lời, thì thân sắc chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc. Chỉ thấy nơi đó, bầu trời vốn còn đang trong xanh, thì bỗng nhiên trở nên đốm đốm năm màu vô biên vô tận ngũ sắc linh vận che đậy chân trời giống như có một nguồn sức mạnh mây mông đang dũng động mộc đạo nhân cũng đã nhận ra dị thường nhớ mắt và tay dẫn viên mình và phần thần đi tới không trung chỉ thấy trong linh vân vô số đường vân ngũ sắc lúc ẩn lúc hiện quay cuồng dây dưa dẫn tới toàn bộ linh vân tựa như xôi trào không ngừng cuồn cuộn mà trên linh vân sau băng lưu hòa và thương thủy huyền băng hòa lẫn với nhau đại đạo lực trong hư không đụng vào nhau bạo phát ra từng đợt dị tượng dọa người cảnh tượng kinh người này cũng khiến cho người trong bạch đế thành chú ý đám người cùng bay lên không trung đi theo sau viên minh và bọc đạo nhân xa xa nhìn cảnh tượng trên trời trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định mộc tiền bối dị tượng đó là gì viên minh quay đầu nhìn về phía bọc đạo nhân hỏi Ánh mắt thơm thúy của Mộc Đạo Nhân nhìn chân trời, bình tĩnh đáp. Đây là có người đang thử đột phá đại thừa cảnh. Người nào? Chẳng lẽ là vạn yêu nữ hoàng? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Ngoại trừ nàng ra thì có thể là ai? Xem ra vạn yêu quốc kế hoạch thất bại, gây áp lực cho nàng không nhỏ, làm cho nàng không thể không buông tay đánh cược một lần. Mộc Đạo Nhân gật nhẹ đầu nói. Tiền bối không có ý định ngăn trở nàng sao? Yêu tộc có thêm một vị tu sĩ đại thường đối với nhân tộc cũng không phải là chuyện tốt. Viên Minh vội vàng hỏi. Mộc đạo nhân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nàng cách đột phá đại thừa còn kém chút khỏa hầu. Uống chi thiên hồng đại trận cũng không hoàn toàn tổn hại. Gập gáp đột phá chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta không cần can thiệp quá nhiều, thuận theo tự nhiên là được. Viên Minh nghe vậy trong lòng an ồn hút một chút. Đúng lúc này, một hồi hương hòa bỗng nhiên cuốn tới. Chỉ thấy nam cung tiền nhì bay đến phía sau hai người chắp tay với cả hai nói mộc tiền bối vạn đạo hiếu các người cũng ở đây mộc đạo nhân gật nhẹ đầu thuận miệng hỏi hồng quân chủ chữa chỉ thế nào năm cung tiền nhi cùng kính đáp đã hoàn thành chữa trị sơ bộ dự tính chỉ cần thêm một tháng là có thể hợp lại đại trận hồng quân chủ về sau chỉ cần rèn luyện thêm mấy chục năm là có thể hoàn toàn khôi phục làm không thể đợi hồng quân chủ hợp lại xong là có thể câu thông linh mạch lòng đất có thể vận chuyển thiên hồng đại trận đến lúc đó người cũng được biến thành trở về hình người không còn dùng hình dáng thế giới thủ trấn áp mộc đạo nhân hài lòng gật đầu nói về mình nghe vậy trong lòng vui mừng lúc này chắp tay cảm ơn mặc dù hóa thân đại thủ trấn áp ở đây với hắn cũng không phải gánh vác gì nhưng có thể trở lại thân người tự nhiên là lựa chọn tốt hơn hắn đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng chỉ yên lặng ký tạc ở trong lòng Nam Cung Tiên Nhi thấy đã báo cáo xong, không lưu thêm, lê cớ còn cần chủ trì công việc chữa trị, chủ động cáo từ rời đi. Sau khi Nam Cung Tiên Nhi nhẹ lướt đi, Mộc Đạo Nhân đột nhiên hỏi, người cảm thấy Nam Cung Tiên Nhi thế nào? Nam Cung Đạo Hiếu thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người, cách đối nhân xử thế tiên thoái có độ, nắm chắc, phân thức vừa đúng, tù vì cũng siêu quần bạt tụy, có thể xưng là nhất đại anh tài. Nếu so sánh, từ mã trường cầm sắc thực kém hơn không ít sắc mặt viên mình như thường đáp mộc đạo nhân nghe vậy mỉm cười tiếp theo trực tiếp nói ra tầm ý vậy người có muốn kết đạo lữ với nàng không tổng tu đại đạo không viên mình nghe vậy lúc này cười khổ không thôi liên tục khoát tay tiền bối ngài đừng có nói đùa với ta mộc đạo nhân lắc đầu nghiêm mặt nói ta cũng không phải nói đùa ngươi và nàng kết làm đạo lữ chính là chuyện đôi bên cùng có lợi Bản thể nàng chính là thượng cổ kỳ hoa vong yêu hoa, có được công hiệu thần kỳ phụ trợ đột phá đại thừa. Hiện tại nàng tu luyện thành người, càng tu thành thần thông vong yêu tiên âm. Thần thông cả đời chỉ có thể dùng một lần, nếu người song tu với nàng, có thể có được thần thông tẩy lễ. Sau này đột phá đại thừa sẽ có thể mấy phần nắm chắc, mà nàng cũng có thể mượn vạn mộc bản nguyên lực của ngươi đổ phá tiếp. Kể từ đó, hai phù thể các người có thể có thành tựu đại thừa cảnh chẳng phải là một chuyện đáng mừng sao viên mình thấy thần sắc của lão chăm chú biết rõ không thể tiếp tục lấp liếm cho qua đành thở dài một tiếng nói tiền bối ngài có chỗ không biết ta đã có đạo lữ này vẫn không nên nhắc lại đi mộc đạo nhân nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ không để lại dấu vết liếc qua ân ký thao thiên đình trên cánh tay quán quả nhiên không cần phải nhiều lời nữa mà trong thao thiên đình chủ hồn viên minh vụng trộm nhìn thoáng qua tịch ảnh đang nhắm mắt tu luyện thế nàng vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện không có bất kỳ phản ứng gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nửa tháng sau vạn yêu quốc trên bầu trời vốn linh vần lốm đốm nằm màu đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt một tiếng hư trầm muộn từ trong mây truyền đến chấn động khiến cho toàn bộ thiên địa run rẩy ngay sau đó ngũ sắc linh vần như bị xé nứt lộng lẫy sụp đổ tàn giã hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở chân trời. Dị tượng này trong khoảnh khắc kinh động đến toàn bộ vạn yêu quốc, vô số chúng yêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh nghi và thất vọng. Bọn họ đều biết, điều này đại biểu vạn yêu nữ hoàng đột phá thất bại. Ở chỗ sâu của yêu hoàng điện, một đám yêu vương cấp 6 tụ tập ở đây, bọn họ nhìn thấy dị tượng trên không trung tiêu tán, sắc mặt phần lớn không dễ coi. Dù sao thì vạn yêu nữ hoàng nếu có thể thành công đột phá đại thừa, đối với toàn bộ vạn yêu quốc là một chuyện đại sự vô cùng vui mừng. Trong đám yêu vương thất vọng, Điện Bằng Vương và Viêm Lang Vương lại âm thầm trao đổi một ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng không thể phát giác. Tựa như bọn họ không cảm thấy ngạc nhiên với việc nữ hoàng thất bại, ngược lại giống như thở dài một hơi. Đúng lúc này, trên bảo tọa yêu hoàng điện, một thương ảnh lăng không xuất hiện, chính là vạn yêu nữ hoàng vù vũ. Mặc dù dáng người của nàng không khác lúc trước, nhưng trong mắt lây lộ ra một tiếng mỏi mệt và buồn bã. Nàng nhìn chúng yêu vương chung quanh một vòng, bình tĩnh mở miệng nói. Ta cần bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian trước khi ta xuất quan. Vạn yêu quốc đóng cửa biên giới, tất cả sự vụ do các ngươi cùng nhau thương nghị. Cuối cùng giao cho đại nhật lưu ly viêm đi làm. Nói xong, nàng không đợi bầy yêu phản ứng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong đại điện. Chúng yêu vương lập tức dững sờ, rồi nghị luận ẩm bí. Bọn họ suy đoán nữ hoàng đã bị thương đến cỡ nào có thể chân chính khôi phục lại được không dù sao đột phá đại thừa thất bại đối với bất cứ tu sĩ nào cũng là một lần đả kích nặng nề mà vù vũ, vũ sau khi trở lại nội điện rốt cuộc không chống đỡ nổi thân hình lắc lư một cái phun ra một ngụm máu tươi vệt máu đỏ thẫm nhuộm đỏ vạt áo của nàng khí thức của nàng nhanh chóng rơi xuống sắc mặt cũng trở nên trắng bệch một mảnh giống như mất đi tất cả sinh cơ yêu lực của nàng cũng suy giảm xuống cuối cùng dừng ở cấp 6 trung kỳ. Thời khắc này, cô không còn là nữ hoàng uy chấn vạn yêu quốc, mà là một yêu tu bị trọng thương, yếu đuối không chịu nổi. Đúng lúc này, thân đành của đại nhật lưu ly viêm xuất hiện ở bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ làng lên. Trong mắt của nó tràn đầy vẻ lo lắng, âm thanh cũng mang theo run rẩy. Người không sao chứ? Vô vũ cười thảm một tiếng, lắc đầu nói. Chỉ ít thì không chết được. Đại nhật lưu ly viêm thở dài một tiếng nói người vẫn không nên mạo hiểm thương thế của người thế nào cần bao lâu mới có thể khôi phục bây giờ nói cái này đã vô dụng ta đột phá thất bại vạn yêu quốc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ loạn ta vừa mới dáng chống đỡ hiện thân hẳn là có thể giúp người tranh thủ một đoạn thời gian hòa hoãn xung đột trong đoạn thời gian này người tận lực lôi kéo người ít nhất phải kiểm soát hỗn loạn ở mức nhất định vô vụ lắc đầu nói với đại nhật lưu ly viêm Đại Nhật lưu ly viêm trầm mặc một lát rồi gật đầu nói Những thứ này ta biết Người không cần lo lắng nhiều như vậy Chuyên tâm tu dưỡng Nghỉ ngơi thật tốt đi Vũ vũ với gương mặt tái nhật miệng cưỡng Cố nặn rất đủ cười Gật nhẹ đầu Được đại nhật lưu ly viêm nâng đỡ Nàng ta chậm rãi đi vào trong phòng bế quan Yên lặng vận công bắt đầu điều dưỡng Thời gian thấm thoát Đảo mắt đã đến lúc ly biệt Nhóm người nam cung tiền nhi sắp bước lên đường về theo mảnh vỡ hồng quân trụ sau cùng hoàn mỹ hợp lại rốt cuộc viên mình cũng có thể giải thoát từ hình thái thế giới thủ trở lại hình người thời khắc này tại di trì bạch đế thành đại thủ đã từng che trời tế nhật đã không thấy nữa thay vào đó là khắp nơi hoa tươi và linh thảo và chúng nở rộ ở giữa các bức tường đồ tòa ra hào quang rực rỡ bằng đến sinh cơ bừng bừng trong mảnh vế tích này bên ngoài di tích đám người hoa tiền đã chuẩn bị xong hành trang chuẩn bị lên đường nhưng nam cung tiền nhi tựa như vẫn đang đợi người nào đến trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong trên núi cao xa phân thân mộc đạo nhân bình tĩnh nơi đó chắp hai tay sau lưng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phế tích bạch đế thành như thể đang trầm tư cái gì bên cạnh lão viên mình yên lặng đứng hầu không dám có chút lười biếng đột nhiên mộc đạo nhân mở miệng âm thanh trầm thấp mà hữu lực ta đã thương nghị với bọn băng lan thỏa đáng những ngày tiếp theo ngươi tạm đảm nhiệm chức bạch đế thành chủ đồng thời tổng lĩnh sự vụ 19 thành vạn yêu sơn mạch viên minh nghe vậy không kinh ngạc vẫn cùng kính đáp vâng tiền bối mộc đạo nhân khẽ gật đầu tiếp tục nói đảm nhiệm thành chủ vạn yêu sơn mạch trách nhiệm trọng đại mặc dù yêu cầu không nhiều nhưng có một thiết luật người nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt Viên mình chắp tay nói kính xin tiền bối chỉ rõ Ánh mắt của mộc đạo nhân sáng lên như đuốc trầm giọng nói Bất luận phát sinh chuyện gì Người nhất định phải luôn thủ hộ hồng quân chủ Không được tự tiện rời khỏi phạm vi thành trì Đây là chức trách của người Cũng là sứ mệnh của người Nếu người muốn từ nhiệm Nhất định phải đảm bảo tất cả bàn giao thỏa đáng Đợi giao thành chủ đời sâu đảm nhiệm Mới được rời đi Hết trường 986 Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị